Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin nóng ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai thứ Bảy mùng 5 tháng 9. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính trong chương trình. Hà Nội khẩn trương xây dựng quy trình cách ly thu phí người nhập cảnh. Hàng trăm hũ tro cốt vứt xó ở chùa Kỳ Quang 2, trụ trì chùa bị tạm ngưng chức vụ. Thuyền viên người Việt rơi xuống biển mất tích ở Hàn Quốc. Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ USD vào Tây Tạng. Ngày rằm tháng 7, người dân than không có chỗ đốt vàng mã, Vũ Hán rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Mỹ xin ngân sách gần 2 tỷ USD để xóa sổ thiết bị của Huawei, ZTE. Các cơ quan chính phủ Mỹ phải khai báo toàn bộ khoản chi liên quan đến Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc họp vừa diễn ra tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội đánh giá Hà Nội đã qua 16 ngày không có ca mắc mới. Còn 12 ngày nữa, nếu tiếp tục không có ca nhiễm mới, thành phố sẽ hết dịch. Về tình hình sắp tới, thành phố Hà Nội giao Sở Y tế xây dựng quy trình với người Việt Nam nhập cảnh có nhu cầu cách ly thu phí. Khi nhập cảnh, các trường hợp này sẽ được đưa về cách ly tập trung xét nghiệm ngay, nếu dương tính thì chuyển cơ sở điều trị. Sau đó tùy theo nguyện vọng sẽ đăng ký và thành phố Hà Nội sẽ giải quyết. Với người nước ngoài nhập cảnh dưới 14 ngày, thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn các khách sạn đảm bảo phòng chống dịch, có nơi gặp gỡ, ký kết hợp đồng nhưng đảm bảo an toàn. Trường hợp nào xét nghiệm âm tính đã qua 14 ngày, khuyến cáo tiếp tục cách ly tại nhà. Với người chưa xét nghiệm sẽ cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi trong 14 ngày. Sáng hôm nay mùng 5 tháng 9, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh triệu tập phiên họp bất thường tại Việt Nam Quốc tự, họp về sự việc nhiều hũ tro cốt, di ảnh của người đã khuất được để bừa bộn giữa nền nhà, chất đống trong xó tại chùa Kỳ Quang 2 khiến nhiều người bức xúc. Hòa thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban trị sự nhận định, sự việc xảy ra là lỗi của trụ trì chùa Kỳ Quang 2, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, đồng thời khiển trách nghiêm khắc vị trụ trì này. Sau khi lấy ý kiến biểu quyết, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thống nhất quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu kể từ ngày mùng 5 tháng 9. Hòa thượng Thích Quang Thạnh, Thế Sanh, Trần Xuân Nhàn sẽ chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2. Truyền thông Hàn Quốc ngày mới đây đã đồng loạt đưa tin về một thuyền viên người Việt 43 tuổi đã mất tích sau khi ngã xuống biển ở gần đảo Ipado, thành phố Hoa Seong, tỉnh Yeo Gyeonggi. Theo hãng tin Yonhap, người đàn ông Việt Nam được cho là ngã khỏi tàu đánh cá 24 tấn vào khoảng 21 giờ 40 phút tối ngày 3 tháng 9, theo giờ địa phương, tại vị trí cách đảo Ipado 13 km về phía Tây. Trên tàu cá, nạn nhân làm việc có 8 người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các thuyền đánh cá khác trong khu vực đã bắt đầu quá trình tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết của nạn nhân người Việt. Lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày, vụ việc được báo cáo lên lực lượng tuần duyên Hàn Quốc. Sau khi nhận được thông báo, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã huy động 2 tàu bảo vệ, một đội cứu hộ ven biển và một tàu cứu nạn để tìm kiếm toàn bộ khu vực nơi nạn nhân mất tích. Theo cảnh sát Hàn Quốc, dự kiến sau khi tìm thấy được thuyền viên người Việt, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn sẽ được điều tra ngay lập tức. Theo trang Reuters đưa tin, Trung Quốc đang có kế hoạch chi hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 146 tỷ USD, đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới, trong bối cảnh căng thẳng biên giới leo thang với Ấn Độ. Trong cuộc họp cấp cao của chính quyền Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch ông Tập Cận Bình đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức của Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm những nỗ lực nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực này. Tờ Tân Hoa Xã cũng cho biết một số dự án cơ sở hạ tầng lớn và các cơ sở công cộng sẽ được hoàn thành, bao gồm tuyến đường sắt Tứ Xuyên Tây Tạng, tuyến đường sắt giữa Nepal và Tây Tạng và kế hoạch mới về xây dựng cảng ở khu tự trị Tây Tạng. Hiện vẫn chưa rõ tiến độ cũng như ngân sách cụ thể cho các dự án này. Hai trong các nguồn tin của Reuters cho biết đoạn đường sắt nối liền Thành Đô và Hasa trong tuyến Tứ Xuyên Tây Tạng sẽ bắt đầu trong những tuần sắp tới. Đoạn đường sắt trị giá 270 tỷ nhân dân tệ của tuyến đường sắt này nổi tiếng khó xây dựng bởi địa hình gồ ghề và địa chất phức tạp, bao gồm một đoạn gần biên giới với Ấn Độ. Thưa quý vị, mới đây trong một đoạn video vào ngày rằm tháng 7, 15 tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan, theo văn hóa truyền thống người Á Đông đã xuất hiện hình ảnh những người dân Trung Quốc ngồi xổm bên vệ đường và đốt vàng mã để bày tỏ lòng kính trọng đối với vong linh những người đã khuất, đã nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội. Có cư dân mạng Trung Quốc trên Weibo tiết lộ rằng liên tục trong mấy ngày này, thành phố Vũ Hán, tâm trấn bùng phát của dịch bệnh, trời vừa chạng vạng tối, trên đường phố đâu đâu cũng là người đốt giấy vàng mã cúng tế thân nhân của mình. Theo mô tả của cư dân mạng, ánh lửa từ hơn 6 giờ chiều có thể lóe sáng liên tục đến tận 10 giờ khuya, chỉ khác là những người đốt giấy vàng mã và người được cúng tế khác nhau. Mọi người xếp thành từng hàng một, nhà này nối tiếp nhà kia, cách nhau không xa lắm, đâu đâu cũng đều là lửa khói và tro tàn. Có người nói, đến giờ cao điểm đốt vàng mã, người đứng chật kín không còn chỗ, lối đi bộ bên dưới tòa nhà chỗ tôi đâu đâu cũng kín mít, những vòng tròn được người ta khoanh lại. Tôi sống đến từng này tuổi rồi, cũng chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng này. Cư dân mạng này giải thích, mỗi gia đình đều sẽ vẽ một vòng tròn xung quanh nơi đốt vàng mã để ám thị cho người khác đừng đến quấy rầy các vong linh ở nơi này, cũng nhắc nhở những người đi trên đường không được đi dẫm lên đó. Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng trên không khỏi ngỡ ngàng và nghi ngờ số liệu người tử vong vì dịch bệnh mà chính quyền nước này công bố. Theo hãng tin AFP, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC của Mỹ đã liệt hai nhà cung cấp thiết bị viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc vào nhóm tiềm ẩn nguy cơ an ninh quốc gia và cấm các nhà mạng Mỹ sử dụng nguồn quỹ tài trợ viễn thông Universal Service Fund (USF) để mua thiết bị từ hai công ty đó. Báo cáo đánh giá của FCC về mức ngân sách liên bang dự kiến hỗ trợ cho các nhà mạng này ước tính rơi vào khoảng 1,84 tỷ USD, căn cứ vào chi phí mua các phần cứng và dịch vụ viễn thông của Huawei và ZTE. Chủ tịch FCC, ông Ajit Pai, nêu trong thông cáo, một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi Quốc hội cấp ngân sách thỏa đáng để hoàn tiền cho các nhà mạng trong việc thay thế mọi thiết bị cũng như dịch vụ được xác định là nguy cơ an ninh quốc gia để chúng ta có thể bảo vệ các mạng lưới của mình và vô số bộ phận trong nền kinh tế cũng như xã hội của chúng ta đang lệ thuộc vào chúng. Bên cạnh đó, thông tin độc quyền của hãng Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc đưa công ty SMIC, tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế lớn nhất tại Trung Quốc, vào danh sách trừng phạt thương mại. Một người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng đang làm việc với các cơ quan khác để quyết định việc có nên đặt ra quy định buộc các nhà cung cấp của Mỹ phải xin cấp phép đặc biệt trước khi chuyển hàng cho SMIC hay không. Theo tài liệu do hãng tin Reuters công bố ngày hôm qua mùng 4 tháng 9, Nhà Trắng đã yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ báo cáo chi tiết bất cứ khoản chi nào liên quan tới Trung Quốc. Nội dung trên được Reuters trích dẫn từ thông báo của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng OMB gửi đến các cơ quan của chính phủ Mỹ. OMB yêu cầu các cơ quan chính phủ nộp các dữ liệu xuyên suốt về những khoản tài trợ liên bang nhằm hỗ trợ Trung Quốc hoặc trực tiếp cũng như gián tiếp chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh, các hoạt động xấu và sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu. Bản yêu cầu trên cũng đưa ra một số dẫn chứng như đầu tư cho các dự án chống lại một vành đai một con đường OBOR hay sáng kiến một vành đai một con đường PRI, tài trợ hoạt động quân sự, máy móc và cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu kiểm soát hành động hung hăng của Trung Quốc. Hãng tin Reuters nhận định việc Mỹ xem xét lại các khoản chi nêu trên có thể khởi đầu cho nhiều động thái tiếp theo của Mỹ nhằm chống lại chính quyền Trung Quốc. Trên đây là những nội dung chính của bản tin nóng hôm nay, thứ Bảy mùng 5 tháng 9 của Hành Trình Tương Lai. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ được rất nhiều khán giả mong chờ quý vị nhé! Giữa nắng vàng và gió nhẹ của mùa thu tháng 9, không khí dạo dực của ngày khai giảng bao trùm khắp mọi miền. Gió heo may gọi thu về, mang theo hương cố mới. Ấy là khi các cô cậu học trò bắt đầu năm học mới. Ngày tựu trường, trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những ánh mắt hồn nhiên và lẫn chút háo hức tò mò của các em nhỏ. Và năm học mới bắt đầu, Ngọc Trang xin được tặng các thầy cô và các em học sinh bài thơ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài trang giáo án. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, đó là nghề giáo thân yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng. Đón thu về bâng khuâng tà áo trắng, khi hè về xôn xao tiếng ve ngân. Như dòng sông êm đềm trôi theo năm tháng, như cánh buồm chở đầy khát vọng, đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước. Ôi tự hào nghề giáo thân yêu! Và thưa quý vị, người xưa có câu, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, có nghĩa là một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Câu này nhắc nhở mỗi người về đạo thầy trò. Sống ở đời là phải biết ơn người dìu dắt, dạy dỗ mình, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Chúc cho các em và các thầy cô một năm học mới sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Thưa quý vị, Hành Trình Tương Lai luôn muốn hướng đến những giá trị đạo đức và truyền thống qua những phần nhân sinh cảm ngộ để chúng ta có những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Và thưa quý vị, người ta cũng thường nói có sức khỏe là có tất cả. Vậy nên Ngọc Trang vẫn luôn chia sẻ đến quý vị hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chủ động bảo vệ mình trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Và có một phương pháp được nhiều người thực hành để giúp cải thiện tinh thần, sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và lo âu, tăng cường năng lượng và sức sống, đó chính là luyện tập khí công. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị khán giả những tin tức cập nhật mới nhất cũng như những thông tin hữu ích trong bản tin. Quý vị có thể để lại bình luận và góp ý để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn nữa. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Quý vị nhớ like, share và đừng quên nhấn chuông báo, đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai và kênh Hành Trình Tương Lai Dự Báo Thời Tiết để cập nhật thông tin thời tiết mới nhất quý vị nhé. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi một video. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.